Welcome các bạn đến với MV Nguyễn Channel. Hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà những cái mẹo vặt mà mình thông thường dùng những cái product này trong gia đình. Cho nên hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn. Trước tiên một cái sản phẩm mà mình rất là thích, đó là Apple Cider Vinegar. Mà phải là cái hiệu này nha các bạn. Một cái sản phẩm mà phải rất là tốt. Tại vì giấm táo này được chiết từ thiên nhiên và rất là tốt. Thứ nhất là cho sức khỏe của con người của mình. Đôi khi nếu mà các bạn lỡ ăn hơi dầu mỡ một chút thì mình có thể dùng một muỗng canh và trộn với lại 6 ounce nước và uống trước khi đi ngủ, thì nó cũng giúp cái đường tiêu hóa rất là tốt. Bên cạnh đó mình dùng apple cider vinegar này để mà mình rửa trái cây các bạn. Phải đúng cái hiệu này các bạn nha, là apple cider vinegar organic này. Thì cái sản phẩm này đã có trên thị trường rất là lâu rồi nha, hình như là từ năm 1000, để mình coi nha, từ năm 1912 lần các bạn. Năm 1912 thì cái sản phẩm này nó rất là tốt và nó được mình dùng cái này để mà rửa trái cây. Ví dụ như mà khi các bạn những trái cây mà mình định ăn vỏ như là apple nè, hay là nho, hay là strawberry, blueberries, tất cả những cái trái cây mà mình nghĩ rằng mình sẽ ăn vỏ, thì các bạn có thể lấy 2 muỗng canh của apple cider vinegar và bỏ vào đó là cỡ khoảng là 1 lít nước. Các bạn ngâm ở đó từ 15 cho đến 30 phút nha. Sau khi mình ngâm nó xong rồi, mình phải rửa lại bằng nước lạnh sạch sẽ xong để ráo, là các bạn bỏ vào trong tủ lạnh để lâu thì trái cây cũng vẫn không có hư đó. Và bên cạnh những cái mà giúp cho rửa trái cây thì các bạn có thể dùng để mà rửa rau nha. Ví dụ như rửa rau thì có thể dùng 2 muỗng canh và 1 thau nước đầy, các bạn bỏ vô trong đó các bạn rửa. Khi mà mình rửa sạch xong như vậy thì mình để ráo 15 phút sau mình rửa lại bằng nước lạnh nha. Rồi bên cạnh đó thì dùng những cái sản phẩm này người ta dùng cho diet nữa các bạn nha. Như các bạn này ví dụ như muốn dùng để mà xuống cân thì cũng có thể uống được, uống vào khi mà bụng đói, buổi sáng một muỗng teaspoon với lại 6 ounce nước lọc nha. Buổi sáng thì cũng có thể giúp cho các bạn xuống ký. Nhưng mà đối với mình, riêng cá nhân mình thì mình không có dùng chuyên cho cái vấn đề xuống cân, nhưng mà mình chỉ dùng cái này để mà mình rửa trái cây, rửa rau trong gia đình các bạn. Tại bởi vì trái cây và rau thì người ta trồng bên ngoài, đôi khi có những cái pesticide, họ xịt thuốc, hoặc là đất đây thì nó dơ đó các bạn. Thì mình dùng cái sản phẩm này mà phải đúng cái hiệu này nha các bạn, các bạn rửa thì rất là an toàn cho gia đình của mình. Một cái sản phẩm thứ hai mà mình rất là tâm đắc các bạn, đó là baking soda. Cái bịch này á, là mình order từ Target đây các bạn. Mỗi cái này là mình dùng cũng lâu lắm, thì mỗi lần mà các bạn dùng á, là mình dùng bằng cái muỗng này nha. Thường thường là mình dùng bằng cái muỗng này, 2 muỗng này thôi. Thì các bạn biết mình dùng cái này để làm gì không? Thay vì nếu mà ví dụ như trong nhà không có muối, hay là các bạn dùng muối để rửa thịt như là thịt heo, thịt gà hay tất cả các loại thịt, trước khi mình chế biến thực phẩm thì mình dùng cái loại baking soda này. Mình ngâm, mình lấy hai cái muỗng này ha, mình lấy 2 muỗng này và 1 thau nước đầy, 1-2 lít nước gì đó, các bạn ngâm trong đó. Các bạn sẽ cảm thấy rằng khi mà mình rửa thịt, mình ngâm trong đây, cái độ nhớt nó ra rất là nhiều, nó rửa rất là sạch ha. Và các bạn rửa để ráo và rửa lại với nước lạnh và rất là tốt. Bên cạnh là để rửa thịt thì mình còn dùng cái sản phẩm này để mà clean nhà bếp nữa các bạn. Chứ hình như là khi mình nấu xong mà lỡ mà nhà bếp nó bị dơ hay gì đó thì mình mang găng tay vào, thì mình dùng cái sản phẩm này để mà mình rửa. Và bên cạnh đó tất nhiên mình cũng dùng để mà rửa sink, tại vì nó làm cho cái sink của mình rất là sáng nha. Cho nên các bạn dùng cái này, sản phẩm này thì thường thông dụng nhất là mình để rửa thịt nè, mình rửa nhà bếp nè, mình lau sink nè, và mình dùng cho trong cái khu vực toilet nữa các bạn. Rất là sạch, rất là clean mà nó không có chemical, cho nên cái này nó rất là an toàn nha các bạn. Và chắc chắn rằng có một số người khác thì ví dụ như gia đình mà có hot flow thì không cần, nhưng mà nếu mà ai mà có dùng thảm đó thì các bạn cũng có thể rải xuống để mà nó clean rất là sạch. Hoặc là lâu lâu mình cũng bỏ trong dishwasher nha, để mà mình rửa chén rửa bát cho nó sạch. Hay là cái thùng rác của mình á, mình cũng bỏ xuống một ít như vậy cho nó khử, rất là hay nha các bạn. Rồi, khi mà nói đến những cái mẹo vặt trong gia đình thì những cái này mình đã dùng qua mà mình rất là thích, mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Đó là một cái sản phẩm khác, đó là Murphy Oil các bạn. Nếu mà nhà các bạn có hot wood floor thì nên dùng cái này. Thì cái cách mà pha chế thì trong đây người ta nói rằng 1/4 cup
nha các bạn, là cỡ khoảng là 1 gallon of warm water. Nha, khi mà mình dùng nước ấm, mình pha với cái này và mình lau nhà. Như mình đó thì mình bỏ vào trong một cái bottle, cái bình xịt đó các bạn. Thì mình hòa vào xong đó rồi là bắt đầu mình đi xịt, xịt từng góc hay là đổ cái gì đó mình xịt xuống, mình lấy cái khăn mình lau lại. Thì cái này á, nó giữ được cái độ bóng cho cái hot water flow các bạn. Mình cũng có dùng qua cái hiệu khác, nhưng mà nó làm cho nhìn nó giống như nó mờ đi á, mình là không thích. Mình thích là nó sáng mà nó bóng. Thì không có bóng lắm đâu, nhưng mà bóng đủ để mà cho mình thấy sạch nha các bạn. Thì dùng cái lại là Murphy Oil này. Thì Murphy Oil này là 98% là natural nha các bạn, rất là tốt luôn nha. Mà dùng cái này các bạn muốn dùng rửa chén cũng được đó, nhưng mà chính của nó vẫn là dùng cho hot wood floor. Nhà mà có gỗ đó, gỗ thì mình nên dùng cái này nha các bạn. Các bạn cứ thử nha. Còn bên cạnh đây là cái chai giấm trắng. Cái chai giấm trắng, tại sao là chai giấm này nằm đầu đây và cái chai giấm lớn này thì nằm ở cuối đây các bạn? Chai giấm trắng này chỉ dùng khi nào trong nhà các bạn, ví dụ như trời mưa bên ngoài không ra ngoài nấu được, thì mình nấu đồ ăn trong nhà, bây giờ đổ bánh xèo đi, hay là kho cá kho thịt, thì cái mùi được có thể là nó hôi, nó khó chịu, và nhất là trời mà nó bị ẩm ướt á, thì các bạn có thể lấy một ly nước white vinegar này ha, giấm trắng này, các bạn đổ vào trong cái nồi có khoảng 1 đến 2 lít nước, mà khi các bạn nấu lên đun sôi lên như vậy trong vòng có khoảng nửa tiếng đồng hồ ha, cho nó cạn luôn, là tự nhiên nó lấy hết tất cả cái mùi hôi đi các bạn. Đó, cho nên là mình dùng cái này để mà chỉ có là để là khử cái mùi hôi trong gia đình thôi nha, giữ cái mùi hôi thôi đó. Nhưng có một điều rất rất là quan trọng mà các bạn không bao giờ làm, tuy rằng họ nói rất là tốt, nhưng chỉ được dùng khi cái bathroom của mình nó bị stuck, là hai cái chất này các bạn, cái chất này baking soda và hai cái này. Nếu mà trộn giấm trắng và baking soda nó trở thành là toxic nha. Chẳng hạn như cái toilet của các bạn á, nó bị nghẹt đó, thì các bạn phải đổ vào trong đó cỡ khoảng là 2 cup này và nấu nước giấm thật là sôi, nấu nước giấm thật là sôi, thì các bạn đổ vào trong cái bồn cầu một cái là cái đó nó dissolve ngay tức khắc. Cho nên là mình phải dùng khi nào cần thiết, còn không dùng hai sản phẩm này ngày thường chung nha các bạn. Nếu hôm nay bạn định dùng cái này để lau cái sink ở trong nhà, thì ngày mai bạn hẳn dùng cái loại giấm trắng này, hoặc là mấy tiếng đồng hồ sau sạch sẽ rồi bạn hãy dùng, chứ không trộn hai cái này lại chung nha các bạn, nó trở thành một cái độc tố rất là nguy hiểm đó. Cho nên khi mà mình chia sẻ với các bạn, đây là những cái kinh nghiệm mình đã dùng qua, và khi các bạn đổ hai cái này, hai cái hợp chất này trở lại là nó sôi lên, là mình biết là nó có chemical trong đó để nó làm cho, thì rất rất là hại cho sức khỏe. Cho nên chỉ dùng riêng biệt như vậy thôi nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ xin chia sẻ như thế nha. Trước tiên là cái sản phẩm mà của apple cider vinegar này, là giấm táo này, là gia đình dùng rất là lâu rồi, mình dùng để rửa trái cây, ngâm trái cây và rửa rau nha các bạn. Cái thứ hai nữa là baking soda, dùng để rửa bếp, rửa sink hoặc là rửa trong restroom. Và cái sản phẩm này thì mình dùng để mà rửa cho clean hot wood floor nha. Các bạn mua cái này ở đâu cũng có hết. Mình thấy là nếu mà ở Mỹ thì các bạn mua ở Target, Walmart, Walgreens, anywhere. Cái sản phẩm này nó rất là thông dụng. Và khi các bạn mua về thì đọc ở đằng sau á, cái direction how to use ha. Thì theo như mình thường dùng là 1/4 cup, thì các bạn dùng 1 gallon nước ấm. Thì bắt đầu khi mà mình bắt đầu dọn dẹp thì mình sẽ quét nhà trước đúng không? Rồi mình xịt cái này lên rồi mình lau. Là cho nên làm cho cái hot wood floor nó rất là sạch và nó sáng, rất là nó bóng nha. Thì cái này là một trong những product mà mình rất là thích. Rồi cái cuối cùng là giấm trắng nha các bạn. Giấm trắng này các bạn dùng để mà khử mùi hôi trong nhà. Chẳng hạn như là nấu những cái mùi mà có cái mùi nồng, thì một ly giấm trắng này thôi các bạn nấu với phải pha ra với nước nước lạnh nha, hay là nước ấm bỏ lên bếp nấu, thì nó sẽ giúp cho cái nhà của mình nó không còn có mùi hôi nữa. Đó, thì bốn cái sản phẩm này là hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy, là bởi vì mình dùng thường xuyên mỗi ngày, cho nên mình muốn chia sẻ cho các bạn. Nếu các bạn ở Mỹ mà tìm ra được những cái này thì rất là dễ đúng không? Mình không biết nha, các bạn ở Việt Nam thì sao, chắc có lẽ cũng có đúng không? Nhưng mà cái Murphy Oil này không biết có hay không, chứ còn baking soda hay giấm thì có lẽ là có các bạn ha. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn như vậy. Mong các bạn tìm ra những cái sản phẩm này và dùng cho gia đình, để biết được rằng ngoài kia trên thị trường họ vẫn bán những cái sản phẩm không có đắt tiền lắm, nhưng mà rất tốt cho sức khỏe, bởi vì mình nên dùng những cái gì mà nó natural thì nó rất là tốt không các bạn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. If you like, give me a like and subscribe. Thank you so much for watching and you have a good evening.